Ngày xưa anh cùng em chung bước đi về đoạn đường hôm nay riêng mình anh lẻ loi ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây cứ mãi chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười, và em nói em sẽ mãi yêu đến trong cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, và giờ đây em và anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng nói, có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần gồng góp những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một đường ngày. Bây giờ sẽ chuyển sang chế độ thứ hai. Đây, hai đèn trắng. Thương anh cùng em chung bước đi về đoạn đường hôm nay riêng mình anh lẻ loi ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây cứ mãi chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Giờ sẽ là chế độ thứ ba. Đây, ba đèn trắng. Ngày xưa anh cùng em chung bước đi về đoạn đường hôm nay riêng mình anh lẻ loi ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây cứ mãi chia đôi trong tình yêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Từ nãy đến giờ là mình để loa cùng một mức âm lượng ở ba chế độ, cùng một mức âm lượng là âm lượng 10, và trên điện thoại cũng vậy, là để cùng mức âm lượng là tối đa. Trên điện thoại sẽ để mức âm lượng tối đa, và trên loa sẽ là để mức âm lượng 10/16, và ở ba chế độ mình đều để cùng mức âm lượng đó hết. Nhưng mà cái chế độ thứ ba có thể các bạn sẽ nghe nó nhỏ hơn, nhưng mà nó gần như là chế độ thứ ba nó chỉ để cho nó thể hiện cái âm bass thôi. Nó sẽ làm cho các bạn cảm nhận như là cái tiếng nó bị nhỏ lại đó, nhưng mà nó không 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 nhỏ, mình vẫn để cùng ở mức âm lượng đó hết. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.